Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những cái mặt hàng có tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm nhá. Đầu tiên em lên đây là một cái giò tóc tiên hương dừa. Đấy, trồng thuần ở trên một cái chậu dớn như thế này. Mã số 04, giò này có giá là 250.000 nha các bác nhá. 250.000 tóc tiên hương dừa. Một giò rất là to, trồng nhìn rất là đẹp các bác. Đấy. Đến lúc nó ra hoa thì về mình đặt trên bàn như thế này thì cũng rất là ok. Hoa của nó màu đỏ và thơm mùi dừa nha các bác nhá. Thơm rất là thơm luôn ạ. Đến lúc hoa nó tàn rồi, còn mỗi cái cuống hoa không luôn nó vẫn còn thơm rồi. Mã số 04, 250.000. Giò tiếp theo em lên đó là một cái chậu huyết nhung. À quên mất, giò này là phượng vĩ. Phượng vĩ hoa đỏ nha các bác nhá. Phượng vĩ hoa đỏ. Đấy, cần hoa của nó thì rất là dài đây, cần cũ làm ngoái của nó đây. Nó khô, nó phân nhánh rất là nhiều ạ. Cây khỏe thì cần hoa của nó dài cả mét nha các bác nhá. Mã số 03 có giá là 200.000 nha các bác nhé, 200.000. Đấy, phượng vĩ hoa màu đỏ nở vào mùa hè nha các bác nhé, hoa rất là đẹp luôn ạ, màu đỏ rất đẹp. Tiếp theo em lên là một chậu trúc Phật Bà, mã số 02 trúc Phật Bà. Giò này thì được 8 thân hoa nha các bác nhé, 8 thân hoa. Đấy, trúc Phật Bà 8 thân đang nụ đang hoa như này. Mã số 02 có giá là 300.000 nha các bác nhé, 300.000 ạ, trúc Phật Bà 300, mã số 02. Tiếp theo em lên đó là một cái chậu kim điệp xuân. Kim điệp xuân mã số 181 có giá là 150.000. Trồng thuần trên cái đĩa giớn này nhá. Mã số 181 150.000. Đấy, mã 181 150.000 kim điệp xuân. Tiếp theo mã số 05 cũng là một giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân, một giò to như này các bác nhá, rất là to. Đấy, kim điệp xuân mã số 05 có giá cũng 250.000. 250.000 kim điệp xuân thì mùa này đang nụ rồi, tức là nụ lên rất là nhiều ạ. Thân nụ lên rất nhiều, mã 05 250.000. Tiếp theo lên đó là một cái chậu hoàng thảo kèn. Đấy, được một thân dài được tầm khoảng 28-30 cm. Đây lên được hai mầm gốc, một mầm gốc đây, một mầm gốc đây. Đây cũng là thân tơ nha các bác nhá, cái này cũng là thân tơ đấy. Đấy, và lụ đang rất lên rất nhiều đây. Mã số 07 có giá là 250.000 nhá. 250.000 mã số 07 hoàng thảo kèn. Mã số 08 tiếp theo cũng là một chậu hoàng thảo kèn. Đây, một thân dài 20, một thân dài hơn 20. Đang lên được bốn cái mầm gốc rất đẹp đây các bác nhá. Bốn mầm gốc rất đẹp, 1 2 3 4 này, bốn mầm. Đấy. Chậu này có giá là 350.000 mã số 08. 08 350.000. Đấy. 350.000 mã số 08. Hoàng thảo kèn. Tiếp theo lên một giò thanh đạm Indo mã số 196. 196 thanh đạm Indo. Giò này có giá là 500.000 nha các bác nhá, 500.000 thanh đạm Indo. 500. Mã số 01. Đây là một cái giò đơn cam. Đơn cam thì bây giờ đang nụ rất là nhiều luôn các bác nhé. Cái thân đây, thân này dài được 2-3-4 cm này, nụ rất nhiều đây. Đấy, nụ đây. Nói chung là nụ rất nhiều luôn. Rất nhiều thân tơ nhá, các loại ngắn ngắn này rất là nhiều. Đây, cái dòng này dòng lan, dòng giống thôi, nhưng mà nó rất là nhiều thân. Đấy, về các bác vì lợi giống và giá nó cũng rất hợp lý. Mã số 01, 200.000. 200.000 đơn cam. Đấy, về các bác vừa có hoa chơi và vừa có giống để trồng nha các bác nhé. Tiếp theo một giò đơn cam nữa, mã số 221 có giá là 280.000. 280.000, cái này thì thân của nó dài hơn. Nói chung là mùa này thì nó đã đang ra lụ hết rồi. Cây nào cây đấy đều có lụ hết rồi. Mã số 221, 280.000 đơn cam. Tiếp theo là một chậu kiều tím. Đây, kiều tím đây. Đấy. Thân thủ rất là đẹp nha các bác nhé, rất là nhiều lá, rất nhiều thân lá đây, rất đẹp ạ. Và cũng thuần rất là lâu rồi, rễ của nó xuống dưới chậu lâu, từ lâu lắm nó còn xanh gì hết cả rễ này rồi. Mã số 287 có giá là 300.000. à ừ, đúng rồi, 300.000, 300.000 cái chậu kiều tím nha các bác nhé. 300.000 kiều tím, trồng thuần trên một cái chậu nhựa phi 21, trồng nhựa phi 21 nha các bác nhé. 300. Tiếp theo là một cái giò quế trắng tháng 8. Giò này gồm có 5 cây. 5 cây trồng xếp đấy, góc với nhau, thẳng hàng với nhau như thế này.
quả rễ của nó thì thuần rất là đẹp rồi, tại vì trồng hơn một năm nay rồi. Mã số 284 có giá là 250.000. 250.000. Đấy, 5525 bằng các bác mua hàng giống về các bác trồng rồi còn gì nữa. Đấy, mà em đã trồng thuần một năm cho các bác rồi. 250.000 mã số 284. Tiếp theo mã số 2268 trầm rồng đỏ nha các bác nhá. Đấy, trầm rồng đỏ. Đấy, giò này em bán cho các bác có giá là 200.000 nha các bác nhá. 200.000. Đấy. Có cái cành này cũng vừa nở, đang hé nhá. Còn cành này đang hé, còn mấy cái chậu, còn mấy cành này cũng nở được tầm có 3 cành là nở được tầm khoảng 5 ngày rồi. Và cành này mới nở được 1 ngày hôm nay đây. Đấy. Bán thanh lý cho các bác 200.000 mã số 268. 268. Thì cái thằng trầm rồng trầm này thì hoa của nó rất là bền, chơi được 20 ngày cơ. Thì về các bác cũng phải chơi được tầm khoảng tuần, hơn tuần nữa thì nó mới hết hoa. Mã số 268 250.000. À 200.000 nhớ quên, 268 200.000 nhé. Trầm rồng đỏ. Giò tiếp theo lên một giò môi tua. Mã số 131. 131 môi tua. Đấy, có giá là 200.000 nhé các bác nhá. Thân rất là dài. Đấy, dài 50 cm. Cái thằng dài như thế này thì cần thì hoa của nó cũng ra rất là dài nha các bác nhá. Đấy, hoa nó cũng kiểu thành chùm thôi. Mã số 131 200.000. Môi tua. Giò tiếp theo nên nó là một giò da báo. Giò này gồm có 8 cây mã số 197. 197 8 cây. 280.000. 280.000 mã số 197. 280. Da báo 8 cây, 8 cây to nha các bác nhá. Mùa này cũng đang chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị ra lụ rồi các bác nhé. 280.000 mã số 197. Mã số 288. 288 của giò u lồi. Rất là nhiều lụ hoa này các bác nhé. Về các bác chơi hoa cũng phải gọi rực rỡ luôn. 2, 4, 6, 70 cm nha các bác nhé. Đấy, thân dài nhất được 70 cm. Và giò này được 10 thân hoa. 10 thân hoa. Cái mầm gốc dài nhất của nó cũng dài được tầm khoảng gần cũng phải 60 cm rồi đấy. Đấy. Mã số 288 có giá là 350.000. 350.000 u lồi, rất là nhiều lụ các bác nhá, rất nhiều lụ luôn. Về chơi hoa cứ phải gọi là rực rỡ luôn các bạn. Tiếp theo lên một chậu và một cái giò vạch đỏ như này. Trồng thuần trên một cái đĩa dớn này các bác nhá, đĩa dớn phi 21 này. Mã số 195 có giá là 200.000, 195 200.000. Vạch đỏ nha các bác nhá, vạch đỏ 195 200. Giò tiếp theo, mã số 06. 06 đây một giò sơn thủy tiên. Giò đang ra lụ rồi các bác nhá, lụ lên rất nhiều rồi ạ. Giò này được 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 6 7 7 rồi này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này. Giò này hiện tại được 12 cái lụ cho các bác nhá. Giò này hiện tại đang được 12 lụ nhá. 12 lụ, mã số 06 có giá là 500.000. 500.000 giò sơn thủy tiên trồng thuần ở trên một cái cục gỗ đũa như này. Đấy, rất là nhiều thân nha các bác nhá. Toàn thân lá đẹp rồi ạ. Mã số 06 500.000. Giò tiếp theo lên là một cái giò kiều vuông. Kiều vuông cũng đang rất là nhiều lụ đây. Giò này cũng được kiều lụ nha các bác nha. Giò này được 1 2 này, 3 này, 3 4 này, 5 này. 5 6 7 8 9 10 lụ. Được 10 lụ nha các bác nha. Giò này được 10 lụ, mã số 179 250.000. 250.000 kiều vuông trồng thuần trên một cục gỗ như này. Giò tiếp theo một giò đuôi chồn. Chồn này là chồn hoa trắng tinh nha các bác nhá, hoa trắng tinh nhá. Đấy, giò này thì hiện tại là đang được một cái hoa đây rồi, một cái mắt hoa đây rồi. Đấy, ở cái cây này. Cây này là hai cây mẹ con nha các bác nhá, hai cây mẹ con đấy. Mẹ là chưa thấy hoa đâu mà sao con đã bắt đầu sưng rồi. Mẹ thì chưa thấy hoa nhá. Nhưng mà có một mắt hoa về cho các bác test hoa là ok. Mã số 38 có giá là 800.000, chồn trắng nha các bác nhá, 800.
Tiếp theo một giò hoàng thảo xoắn trồng thuần ở trên một cục gỗ này, mã số 192. 192 giò này được 1 2 3 3 4 5 6, được 6 thân đang nụ nhá các bác nhá. Đây, nụ của nó đang ra xanh xanh này. Đấy. 6 thân đang ra nụ. Đấy, 6 thân đang ra nụ và rất là nhiều thân tơ đây. Thân tơ năm nay thì về các bác nó đã thuần rồi, về các bác có phun cho em một cái lượt truy xanh nó khác đẻ, nó cứ đẻ đôi thì các bác sẽ rất được rất là lợi thân. Mã số 192 200.000. 200.000. Tiếp theo lên một chậu hài mốc hồng, mã số 273 có giá là 200.000. Hài mốc hồng 273 200.000. Đấy, giò này được 8 cành hoa nha các bác nhá. 8 cành đang nụ đây. 8 cành nụ, 200.000 hài mốc hồng. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên mã số 266, 266 300.000 nha các bác nhá. 300.000 mã số 266 sơn thủy tiên. Trồng thuần ở trong một cái chậu chậu nhựa phi 25. Đấy, và cũng đang sưng nụ rất là nhiều rồi, được một nụ này, hai nụ này. 2 3 4 5 6 7 được 8 cái nụ nha các bác nhá. Mã số 266 300.000. 300.000. Đấy. Một giò được 8 nụ, 300.000 mã số 266. Sơn thủy tiên. Giò tiếp theo lên là một giò cáo gồm có 3 cây trồng thuần ở trên một cục gỗ này, mã số 206 có giá là 350.000. 350.000 cáo thuần cục gỗ nha các bác nhá. Cáo thuần gỗ 350.000. Một giò cáo quá đẹp luôn, mã 206. 350.000. Một giò cáo tiếp theo mã số 293, 293. 293 có giá là 300.000 nhé các bác nhá. 293 300.000. Đây. Cây xếp quá là đẹp luôn ạ. 3 cây nhá các bác nhá. 3 cây. Đấy. 300.000 mã số 293. Giò tiếp theo lên đó là một cái chậu đùi gà tròn như này. Mã số 263 có giá là 250.000. Chậu này thì đang được 8 cành đang nụ nha các bác nhá. Nụ đang lên dài rất dài đẹp này rồi. Đấy, 8 cành đang nụ, mã số 263, 250.000. Giò tiếp nữa là một giò thập hoa 5 cánh trắng và mũi của nó mũi hồng nha các bác nhá. 5 cánh trắng mũi hồng, mã số 261 có giá là 300.000, 300.000 ạ. Và anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em nó kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.